Bắt lấy thảm thần, phần 2. Tớ nghĩ tấm thảm đó đang ở đây. Tớ chắc chắn là âm thanh đó đến từ đây mà. Chúng ta lại bỏ lỡ nó nữa hả? Cái đồ... Chuối của sen cơm. Hả? Một con khỉ màu trắng sao? Đó là của mình mà. Pin Pin, cậu có sao không? Tấm thảm đó thật là... Ngươi thực sự định cứ đi gây rối như thế này sao hả? Các cậu ơi, ở đằng kia. Không thể nào. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Cái thảm lấy cả túi hồng mất rồi. Các cậu là ai vậy? Vì các cậu mà bọn tớ bị trượt mất tấm thảm rồi. Cái gì chứ? Ta còn muốn bắt lấy cái thảm đó cơ mà. Không phải chỉ do bọn ta đâu. Chính là do ngươi nữa thì có. Xin chào các bạn, tớ là Jenny. Và đây là Ginny, bạn của tớ. Ginny không phải người xấu đâu. Cái gì chứ? Tớ là Draco. Bọn tớ đang tham gia cuộc thi khám phá thế giới. Bọn mình đến đây để thực hiện nhiệm vụ bắt lấy tấm thảm ma thuật. Các cậu có phải ba người bạn của làng khỉ không vậy? Này, các cậu, tớ nghĩ chúng ta đã trở nên rất nổi tiếng rồi thì phải. Tớ không nghĩ vậy đâu. Vậy các cậu chính là những người đã làm cho tấm thảm đó có được sức mạnh ma thuật sao? Đúng vậy, sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu chúng tớ không làm đổ lọ thuốc Banabana. Nhưng đừng lo quá, vì chúng tớ sẽ nhanh chóng bắt được tấm thảm và đưa mọi thứ trở lại bình thường thôi. Hay là chúng ta cùng nhau đi bắt nó? Dù chúng ta dùng lực tới đâu, thì tấm thảm đã cao chạy xa bay mất rồi. Đừng lo lắng về điều đó các bạn à. Mình nghĩ mình biết tấm thảm đó bay đi đâu rồi. Thật sao? Chỉ có một nơi để tấm thảm đó có thể cất giữ những món đồ ăn cắp được mà thôi. Cậu thực sự cho rằng tấm thảm ở đó hả? Và tớ nghĩ mình đoán đúng. Đã 3 tiếng rồi đó. Nó không có ở đây đâu. Yên lặng đi. Chúng ta có thể bị cái thảm đó nghe thấy. Sen cung, tấm thảm ơi. Tấm thảm đã mang tất cả những thứ này đến đây sao? Đoán trượt Enderbot của tớ đâu rồi? Viên bi cẩm thạch mèo của tớ chắc là cũng ở đâu đây thôi. Tớ phải tìm ra nó mới được. Các cậu ơi, đợi chút đã. Chúng ta không biết khi nào tấm thảm sẽ trở lại. Nếu chúng ta cứ ở đây thế này, tấm thảm sẽ bắt gặp chúng ta mất thôi. Ping Ping nói đúng. Hãy bàn ra chiến lược của riêng bọn mình trước đã. Lại đây nào các bạn. Cậu định dùng thứ đó để bắt lấy tấm thảm hả? Thật tuyệt đúng không? Nếu tấm thảm chạm vào trái chuối này, lồng sắt sẽ rơi xuống và nó sẽ bị mắc kẹt trong đó ngay.
Vậy để xem cái thảm này, có thoát được tầm nhìn của kính thiên văn mèo này của mình không đã? Hả? Tớ còn nhanh hơn cả kính thiên văn nhiều. Đừng có mà đánh giá thấp kính thiên văn của tớ. Các cậu ơi, tấm thảm kia rồi. Mọi người trốn đi. Ta chắc rằng nó sẽ không thể chịu được sự cám dỗ của quả chuối chín mọng này đâu. Nó đến rồi kìa, nó đang đến. Chuối! Sen cung! Sen cung thích ăn chuối. Nếu thích chuối thấy vậy thì chắc cậu ta là khỉ rồi nhỉ? Liệu chiến dịch chiếc thìa lần này có thể thành công không? Tất nhiên rồi, đây không phải chỉ là một cái thìa thôi đâu. Nếu cậu nắm lấy tay cầm và hạ nó xuống, nó có thể bắn ra một quả cầu vồng ra rất xa đó. Lẽ ra lúc này tấm thảm phải bay qua đây rồi chứ nhỉ? Các cậu ơi, tấm thảm đằng kia kìa. Được rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Được, mọi người vào vị trí. Mọi người, bắt đầu khai hỏa. Suýt nữa thì... Ở đằng kia có một đám cháy. Không, không, ở bên đó, nhanh hơn nữa. Không, không phải tớ chứ. Cuối cùng tấm thảm cũng bị bắn trúng rồi. Này, các cậu, nhanh kia. Mọi người chạy ngay đi. Làm thế nào chúng ta có thể bắt được tấm thảm đó chỉ bằng một quả bóng bay được chứ? Cậu sẽ biết ngay khi cậu thả quả bóng bay lên mà thôi. Các cậu ơi, khi nào xong việc xuống đây nha. Tớ sẽ xuống trước. Không, để tớ xuống trước. Nào, lại đây nào, thảm ơi. Chỉ có hai cái mà thôi, vì vậy cậu phải ném thật chuẩn. Đánh tới đi. Chúng ta có thể thành công lần này không vậy? Darkcat sẽ làm được thôi mà. Được rồi, đi thôi. Ôi, chỉ một chút nữa thôi. Cậu đã nói là cậu có thể làm được mà. Xem tới đi này. Chuyện gì đã xảy ra thế? Sao cậu có thể trượt được chứ? Cậu cũng bắn trượt cơ mà. Quả chuối của Sen Cung, cậu không được đi đâu cả. Sen Cung đang ở trên cây kìa. Sen Cung, đi xuống ngay đi. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình đã bỏ một thứ gọi là bột mệt mỏi vào bên trong quả bóng bay. Nó có thể làm cho ma lực biến mất. Tấm thảm đã trở lại bình thường rồi sao? Bây giờ nó sẽ không gây rắc rối nào nữa đâu, phải không? Tớ nghĩ vậy. Nhưng chúng ta vẫn còn việc phải làm. Chúng ta phải trả lại tất cả mọi thứ, đúng không?
Chắc chắn rồi, mọi người đều rất vui. Vậy nên tớ cũng cảm thấy thật tuyệt. Nhiệm vụ của chúng ta đã thành công tốt đẹp. Cảm giác như lần này chúng tớ đã gặp được điều gì đó thật có ích. Và bọn mình cũng gặp được những người bạn tốt nữa. Đúng vậy, bọn mình cũng vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Không. Hôm nay gió lớn quá đi mà. Cậu có vẻ ngạc nhiên thật đó hả? Cũng không ngạc nhiên lắm đâu. Tớ không ngạc nhiên chút nào cả. Cậu không ngạc nhiên thật hả?